nhận định kèo Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh. 19 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1 năm 2021, vòng 2 V-League 2021. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cả hai đội đều có màn khởi đầu không hề tốt tại V-League khi đều có những trận thua theo những cách khác nhau. Với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận thua không còn gì để bàn cãi trước Đà Nẵng đã cho thấy họ vẫn chưa chuẩn bị thật sự tốt để bắt đầu mùa giải. Trong khi đó, trận thua của Hà Tĩnh trước Than Quảng Ninh lại đầy đáng tiếc khi trong những phút cuối không tập trung nên bị lội ngược dòng. Hồ Chí Minh có những xáo trộn trong đội hình cũng như ban huấn luyện, trong khi Hà Tĩnh đã có một mùa làm quen với môi trường V-League với những sự tiến bộ nhất định so với những tân binh cùng mùa giải. Do đó, trận đấu này sẽ là một liều thuốc thử cực tốt cho cả hai đội. Nhận định kèo châu Á Thành phố Hồ Chí Minh với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tỷ lệ kèo châu Á 0-3/4. Với chất lượng đội hình và được thi đấu trên sân nhà, Hồ Chí Minh được đánh giá cao hơn và được các nhà cái lên kèo cửa trên ở trận này. Đội chủ nhà chấp đội khách 0.75 trái. Với kèo chấp này, người đặt cửa trên ăn nửa tiền khi trận đấu kết thúc với kết quả tối thiểu. Kết quả hòa thì cửa dưới ăn tiền. Cả hai đội đều thua ở vòng đấu trước và mang tới trận đấu này một tâm thái buộc phải thắng. Nếu tính cả những trận giao hữu và những trận trong năm 2020 thì Hà Tĩnh đã để thua 4 trận liên tiếp. Trong khi đó, câu lạc bộ Hồ Chí Minh có 2 chiến thắng trong trận giao hữu, một trong số đó là trận thắng trước Hà Nội. Trong 2 lượt trận mùa giải trước, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hồ Chí Minh mỗi đội đều giành 1 chiến thắng. Tỷ lệ kèo châu Á của trận đấu này là 0-1/4. Tỷ lệ ăn cực của Thành phố Hồ Chí Minh với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 1.912.01. Nhận định kèo tài xỉu Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Tĩnh. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.5. Hàng công của hai đội không được đánh giá cao, nhất là sau những gì thể hiện trong vòng đấu đầu tiên. Do đó, những trận đấu có mặt của hai đội này lại thường kết thúc với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, lần gặp nhau gần nhất, hai đội đã có 5 bàn thắng. Và ở trận đấu này, tâm thế của hai đội là phải thắng thì chắc chắn sẽ có một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tỷ lệ kèo tài xỉu của cuộc đọ sức này là 2.5. Người chơi đặt xỉu thắng khi có ít hơn 2 bàn. Nếu có 2 bàn, cửa xỉu thắng nửa tiền. Tỷ lệ ăn cực của tài và xỉu là 1.98 và 1.85. Dự đoán của chuyên gia dự đoán kèo Thơm V-League, Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 Hà Tĩnh.